hả, nó không biết mình đi chạy cái rồi tốc hành kịch trong 110 cây số nha các bạn, thấy không, 110 cây số trời ơi, con còn hai con nữa đó nè, còn con này lúc nữa con 27 các chiều chiều con chú làm xương xương, con ăn chú làm xương xương luôn, nay giờ con 27 à, cho nó nghe nè, sao mà con không sợ rắn mà con cha bắt rắn con la, hãy nó bờ con sợ con mới la. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn cô chú nè, con chào cô chú, nói chúc cô chú sao buổi chiều, sao chúc cô chú buổi chiều vui vẻ. Rồi Cần cũng xin chào cả nhà nha, hôm nay Cần cũng lại tiếp tục đi thăm bẫy rắn nha cả nhà. Cái lùng bẫy mà hôm bữa Cần nói với cả nhà đó là 20 cái á, là Cần mới xuống giờ Cần đi thăm, Cần tới cái bẫy luôn, cái bẫy ở sau lưng Cần, cái mé bên hông cặp đìa đó, mới vô thấy con rắn hồ ngựa nó chạy, con nó cũng bao con làng chạy ngang qua mà Cần đang chạy xe chụp không có được, thì cái bẫy Cần cũng ở sau đó đó. Rồi Cần quay chiến lược đồ nghề Cần như sau nữa cả nhà, thì 20 cái bẫy hôm bữa Cần xuống cũng còn mười mấy con chuột nè, đây xem nè, mấy con chuột thì đồ nghề cũng Cần đem như sau, thì mùa này mùa nắng á, Cần đem lương thực cho con chuột cũng là dưa leo với lúa nha cả nhà. Rồi mà bây giờ Cần mời cả nhà cùng trải nghiệm vô thăm cái bẫy đầu tiên, cái bẫy đầu tiên của Cần ở đây nè, mới vô thấy con hổ ngựa chừng ba con làng cả nhà, nó chạy phớt qua luôn, mà đang chạy xe Cần dừng là không có được, cái trong gốc cây này nè. Những cái địa hình này nói chung mùa này đặt cặp bờ lìa hên xui cả nhà, có khi nó dính này, nó chạy dữ lắm, còn có khi mình đặt không có thấy dấu hiệu gì luôn á. Cái đầu tiên nặng không, nghe te cả nhà, ôi cái này không dính luôn cả nhà, cái đầu tiên là không dính này, để Cần cho nó lúa với dưa leo á, mấy cái này im lắm, nếu mà trời mưa dính liền cả nhà. Rồi tới ngay chỗ này cả nhà, Cần thấy cái lợp này không là ớt, Cần chế lại nè, Cần không có quay luôn, dính con ngựa cả nhà, con này chắc cũng có xe đó, hơn nửa ký cả nhà, Cần không quay, bây giờ Cần quay dính ha, thì Cần bắt luôn, Cần không quay cả nhà, Cần đường Cần làm lành nhanh lẹ ha, thì tới 7 Cần quay tiếp cả nhà xem á, con này cũng 6 lạng cả nhà, trời bá luôn. Rồi mình tiếp theo vô đây cả nhà, trời ơi, này này các cỏ đông trơn mới còn cái lợp không. Rồi nhiều con cá lợp cái này, lợp xong tới bức đáy đó thôi, rồi dính cả nhà, dính này, rồi con hành với con ngựa cả nhà, hành sicula, rồi tưởng mất cái lợp cái này hơn, dính hai con nhỏ rồi này. Hành sicula với con ngựa, nghe thấy không? Wow, con nào nó ăn chuột mất tiêu luôn, chắc con hành quá, ăn chuột tiêu quá mất tiêu cả nhà, không thấy chuột đâu á, trời ơi đã, rồi Cần xử lý luôn cả nhà. Con nói chung thì hô hành cỡ này thì Cần bán được, mà rắn cỡ này nè, con này chừng hai lần mấy ba lạng à, bán rẻ uổng quá nè, thôi thằng thả đi, là đáng mình bán, mình bắt mình bán có tiền thì mình bắt, còn nó thôi mình thả, Cần sẽ bắt con hoành như thế này, mình giữ lại con hoành, thả con hổ ngựa gần nhà đố cả nhà nè, cái dòng hổ ngựa này nó ra là bắt đầu nó được táp rồi cả nhà, được táp cần điện nè. Cần làm hôm chết hôm chạy, rắn cũng khó có tìm cái đường ra nha, chạy nè, rồi giờ không biết đường chạy nha, đi đi, đi đi, trời ơi ngôi tầm 7 tầm 3 ý là thả mà không biết đường đi chạy đó, rồi tốc hành cái 110 cây số của nhà cái lại nè, cái nào thấy không, 110 cây số luôn, mừng. Rồi Cần bắt con hành nè cả nhà, tiếp theo đây em có hai cái luôn cả nhà, hổm em còn cái em đặt đây, hai cái đặt đại rùa đây, cái này cặp bờ này em đón 7 con ngựa, giờ nó trống quá không biết sao, nói chung là luồng 7 này 20 cái là em đặt gần nhà qua người ta quá, chủ yếu canh mấy bụi chuối đâu đó, mùa tại vì ao điều đó,
cần kiếm đó nó chạy ấy lẻ lôi thôi, chứ nói chung là mùa này đặt mấy những cái đó không có thơm. Rồi cái này chết luôn cả nhà, em nứt cái này ra luôn. Tiếp theo cần đây con cái cả nhà, cái khúc này là toàn là gần nhà không, còn cái chim nhỏ chút. Rồi trong đó con rắn gì cả nhà, con rắn gì to lắm nè. Này tôi nói có cái hầm nhà tắm có bạch đó, còn cái mối chạy rồi của trong đó bự lắm cả nhà, rắn mối chạy là tôi biết, con gì to trong đó lắm. Con nó bự quá ta, biết con nó gì bằng ngày chắc không ngựa bao giờ nữa nha. Con cái phân phướng gì đó, rồi dính cả nhà, dính hậu hành cả nhà nè, bên đây ồ cái đường dừng nhất rồi. Chà con này nó này cái phần này cả nhà, cô còn quêu đây sao, còn con đây, cha con này chắc con nhì cả nhà, vui nhất con nổi, con này chắc con 400g hơn này, nè, ngon quá cả nhà, rồi để cần thấy có lợp chưa, tới chỗ nào ấy thì cần bắt cho cả nhà xem nha. Rồi ghé đây mua chai nước bắt rắn luôn cả nhà, đây bán quen, hậu hành cần này chắc hành nhì. Quá im cái này quá nhà cái này quen, có này đằng kia kìa, con này chắc 4 lạng có hơn à, này mới vô là quất con ruột luôn, bình lúa còn mới nhăn nhăn. Con này nữa vô ngon cái nè, nhắm rồi sao đắng hả? Dạ. Nhắm rồi sao đắng hả? Ngon cái nè. Con này vô ký mấy nè. Rồi để cần lấy nước tới 7% cần lại tiếp tục rồi. Vô đây một cái cái nè. Sao ngày nay ngày thường mà người ta lên thấy ngạt quá trời. Chỗ đâu cũng có nè. Cái ngon quá. Cần ngay cái đường. Ba ba. Không dính nữa cả nhà, con quá ngắn chạy ra, nếu có ai anh em đặt chưa mà hết đó hay sao. Rồi cần tới 7 quay tiếp nha cả nhà, hãy cần vô kia dính được con hồ ngựa nữa nè, con này cũng bự cũng nửa ký ăn lên á, nó tung banh cái mỏ hết rồi, mà có người á thì cần không có quay được, cả nhà xin thông cảm nha, bên đây cũng có người quá trời, giờ cần ở đây thăm cái ngày này nữa thì ra ngoài cần bắt rắn luôn cả nhà. Sắp rồi luôn. Rồi con. Cái này đặt chơi vui vui, cái này lập ớt cả nhà. Rồi, nặng cả nhà. Kiếm gì ta? Trời ơi con hành. Wow. Cả nhà xem con hành nè. Còn 7-8 lạng cả nhà. Cần không cần bỏ mấy cái lập ớt nè, phân để đầy cả nhà. Ui. Cả nhà xem nè. Wow. Quá ngon cả nhà, rồi giờ để cần đem vô trong kia cần bắt luôn cả nhà, quá đã, đây gần đường quá, ngon cả nhà, nha. Cái luồng bẫy này hôm mấy cái là em đi cặp theo nhà người ta không à, em canh xem mua nước để đìa người ta đâu không á, nên nhiều lúc cái nào quay được em quay, còn cái nào quay không được ha, cả nhà sẽ không bỏ qua cho em, tại vì nói chung là gần nhà đó, thợ lộ bẫy cả nhà, rồi con này em biết tới 7 lạng không chứ mà từ 6 lạng lên phải luôn nè, chắc 6 lạng rưỡi quá, không tới 7 lạng đâu. 6 lạng đi, coi 6 lạng đi. 6 lạng là khỏe nằm ngủ luôn cả nhà. Ủa nó ngon nè. Phần nó ỉa đầy bên đây luôn cả nhà. Quá thơm ngon. Những cái lợp này là ớt này, cứ làm đặt ớt một hai cái kinh nghiệm chơi á, thì thấy cũng dở quá, không có bằng mấy cái lợp của người ta. Nên em chế lại. Em chế lại để mà đặt những cái chỗ mà nguy hiểm á. Nếu mà ai có lấy thì người ta lấy luôn không sao. Chứ em mà làm cái ngon ngon là trên là đàng hoàng ngay chỗ đó là mất lập uống cả nhà. Rồi con hành mùa này mà nói chung có cả này cả nhà,
trời nó khỏe ghê luôn. Rồi mắt hơn con này nè, cái lọc nhìn 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 xem. Thúc lý thấy không? Hơn ngang tay em nè. Mà nó rộng lắm, bự lắm nha cái nè. Nó dung nước tới 12 lần. Kém 8 ly mà dung nước 12, bự lắm. Trời con này. Khó bắt chứ, bắt tay khó bắt ghê luôn nè. Rồi ra nè. Rồi đá ra nè. Quá ngon luôn. Tuyệt vời luôn cái này. Qua wow, mắt lạnh luôn. Đó, cái đá ra nè. Nói chung là dày là phê lắm nha cái nè. Con này nó vô là 6 em rồi. Nó đã. Quá wow, tuyệt vời luôn cái nè. Thôi tiếp tục em vô lên cái nữa cái nè. Đang gần nhà quá cả nhà, nhiều khi lúc cả nhà xem video này có cận cảnh. Em bây ấp cận cảnh. Tại gần nhà quá. Luồng bãi này em đánh gần nhà. Gần nhà ít anh đã ai đã. Nên dạ, còn cây còn đó này. Rồi, nhìn thấy lúa ép này cả nhà. Nước con chuột còn sống thì chết. Nặng thấy cả. Rồi, cũng nặng lắm cả nhà. Trời ơi. Em thấy ông hành rồi cái này. Quá ngon rồi. Ông hành hành bự. Và đá luôn cả hai. Chết màu xe quá cả nhà. Để cho cả nhà đi rồi. Em thấy cái đập vô em đi cho khách bắt nha. Xe quá lộ bẫy. Lộ bẫy nè. Là tiêu luôn nè. Điểm đang ngon. Bởi là đập phần nhà chui lấp lén đi. Rất giảm nha. Trời hai con cái này. Còn có một con là vô lúc nữa rồi. Một con nhất một nhì cái này. Quá wow. Quá đã cái nè. Hai con này ăn thì nó không ý á. Cái chuột thì nó tiêu quá bên đây cái nhà. Đây em không quay. Và có cức bên này cái nhà nè. Cức bên này cái đống bên đây nè. Trời ơi con này nhất này cái nè. Con này dưới đây là gì. Rồi tưởng một con lúc nữa mà. Trời ngon quá cả nhà. Cái sát bình đó em lại vô thăm dính một con nữa cả nhà. Này hành gì nè. Coi phân ỉa hai đầu luôn cả nhà. Có cái chú kia nhìn quá là không dám bay luôn cả nhà. Này ỉa hai đầu luôn. Trời ngon quá cả nhà. Trong mùa này nắng chạy. Quê mình giờ đang chỉ mưa luôn cả nhà. Còn năm rồi là giờ này là năm nay, tháng này là kiếm một con là cũng hơi khó khăn. Mà năm nay đó mình chạy quá là chạy cả nhà. Có chú kia gần nhà không ơi. Cái có chú kia ông nhìn quá luôn. Vô lấy cái lọc rồi ra mà không có đặt lại luôn. Sợ mốt nhiều người ta lấy mà người ta thăm dùm á. Có dính người ta bắt luôn. Ủa lắm cái nhà. Trời ơi, con này hành gì cái nhà. Con này chừng 4 ngàn đổ lợi à. Quá ngon cái nhà. Giờ em dẫn máy em bắt luôn cái nhà. Quá ngon. Chú. Dạ con mấy đắng. Dạ lắm không anh. Này hên vô cặp luôn. Dạ. Đó là con có gài một lần 3 con. Và có hồi mới hồi chiến hồi trước. Con thăm một lập vô 4 con luôn. Mà nó không được bự giống vậy. Nhỏ nhỏ không à. Có chiến này và 2 con này là bự à. Này nhận cặp. Bự con này chắc 6 đạn nè. Trời cũng đã. Con này 6 đạn, con kia 4 đạn. 2 con này chừng ký. Để xem quá đã tuyệt vời luôn không. Về đây. Dạ. À, tùy loại chút. Tùy loại lớn nhỏ gì đó. Nửa ký này là hẳn nhiêu? Dạ nửa ký này hả? Nửa ký này nếu mà tụi con ở nhà bán ra thì 2 con 1 ký á thì giá nó 400. Còn mà chia lại cho anh em bán thì không được giá đó. Mà tụi con thì con bán nhà không à. À, có anh em gài chung này về cái 2-3 người vậy đó. Còn con gì cái nè. Con này nói chung cũng không mất được 4 lần 3 lần mấy à. Ừ. Con về là anh em hỗ trợ nhau bán này á, bán chung mà không đủ rắn ve bán luôn, phải thậm chí lấy rắn của mấy anh em khác á. Tại vì có tụi con đã có lượng khách nhất định thành phố thì từng người ta lấy 5 kg, 10 kg hoặc là 20 kg đủ loại á. Ta lấy người ta chia ra ăn á.
giờ dân dịch bệnh rồi cái người ta ít đi quán xá là ăn này nọ đó, người quen tụi con biết ăn bên tụi con lo rắn mình con bằng lúa không nghe chú chuột nữa chuột vô luôn hả con bỏ chuột vô cho anh bỏ chuột vô mình nhử nữa con hình nhiều bỏ để hồi con bỏ chú coi bỏ chuột vô mình nhờ mình dạng như lúa vô chuột ăn thôi cái này là bỏ chuột vô dạ rắn nó vô chứ phải rắn vô ăn lúa hả dạ con ăn chuột chứ dạ tôi tưởng hổ con ăn chuột hay gì sao nó rắn nó vô ăn lúa dạ chú ăn thịt rắn không nó ăn rắn hả con này bốn mạng cái nè chú ăn rắn con gửi con rắn không ngựa nè làm xả ăn dài chúng rồi chú ơi ôi mẹ cá lọc rồi mà ba cái mấy còn bốn cái rắn luôn cái nè như lên khoảng tầm ba cái mấy rồi quá trời trúng rồi rồi đây cần xử lý lợp ha tới bảy cần thăm tiếp ha. Còn sáu bảy cái nữa ha cả nhà như giờ kính lễ kính lão Đắc Thọ ha tới địa bàn của chú chú không nhận nha cả nhà nhưng mà mình cái này mình ép chú lấy đi để mấy cái lợp hồi nãy dính mấy con hành ngon quá để cho nó yên ổn cả nhà để nếu mà chuyến sau người ta nhận lộc rồi ta cũng thương mình ha chuyến sau để còn có cái để ăn nữa ha kính lão Thọ con này chắc cũng hơn nửa ký cả nhà hộ ngựa chú không nhận nhưng mà con cần nói để chú luôn tình nghĩa chiều chú làm sương sương hôm bảy chiều chiều con chú làm sương sương con nắng chú làm sương sương luôn nay giờ con hôm bảy rồi một lại cái loại này thì nó không có anh nó không có nuôi dạ nói chung gần đường người ta nhìn quá thăm dạng thăm xui luôn anh em cái đặt gần đường là cái tỷ lệ có dính là rất là cao nhưng mà có cái là mất bẫy cũng rất là nhiều rồi cái này chắc chết vậy rồi nghe siêu rồi rồi cái này còn luôn cần để cho bịch lúa ha. Bờ đìa này sớm muộn gì cần cũng phải làm một con ha hai con hành bự à tại bờ đìa cần đón ngon lắm mà đâu có chạy hoa hành như đứa cần được sớm muộn cũng dính thôi mà quan trọng còn có lợp hay không thôi rồi tới bảy phân tích anh em nhớ xem ha rồi tiếp theo cần đưa đây cái luôn nói chung là một ngày khá may mắn thăm mấy cái mà tới thời điểm này còn sáu mấy cái mà nó dính hiệu quả thì ghê luôn cả nhà quá trời ngon đây cần con cái này trời ơi cần thấy dàn trái luôn cả nhà nhé lấy ngựa nữa đại ca cái đây đại ca cái đã nha ôi cái này không bóng cả nhà không bóng chắc ngựa rồi sẽ bóng cái ca không bóng bóng cái đại ca liền ôi cha ngựa nữa cả nhà cái này mà bóng một cái ha bóng một cái đại ca nó xuống wow, mới cho chú con ngựa này giờ gặp con ngựa đó cả nhà bởi vì cần nói có cung có cầu cái gì cũng do mình cách mình ứng ấy ra ứng phó cả nhà giờ mình cho người ta ta mến mình người ta không phá mình còn chứ sau người ta phá mình là mình chịu thôi cha ơi trời ngựa đó cả nhà nè mới cho chú con rắn cả này giờ dính lại con rắn này nữa quá đã tuyệt vời rồi để cần cầm một lưới ha bắt con này luôn đi cho lẹ rồi để cho bảy tiếp nữa cần sẽ quay cho các này xem nha rồi, cần lấy tiếp theo cái này cái là cái này thì cần còn ba cái nữa cái này hai cái nữa là hết rồi rồi hôm mấy cái mà nói chung là nay tổ đãi là sao trúng rắn quá cả ngày quá trời ngon mà nay hữu hành nhất được hai con nữa chứ trời ơi cái gì con gì đó gì mà bự lắm cả nhà trận mới trước đây ngắn hai con cò gì đó tung nó chạy giặt cỏ luôn trời ơi không hiểu thiệt chứ phải tung vô lợp đi làm luôn không thấy dấu tích gì đó ui cái này còn nguyên cả nhà rồi cần lấy cho nó bịch lúa cần làm tiếp cái này xem hai cái cùng cuối cùng rồi tiếp theo cần vô đây cái nữa cả nhà
bên mấy bên kia trống mà Trần không đi được, tại bên kia có cái anh kia anh đang trồng gò, anh ngồi nghỉ mát nên không có đi ngay cửa chánh điện được cả nhà. Giờ đi lén lén ở đây đi ra, ở đây hồi năm rồi thì cần làm ở trên xích trúc làm con hô dại 1,8 kg và cần xảy một con bự lắm cũng cả đó đó, không biết nay cần mai mò ở đây mình cứu nó coi nha, nó còn chạy lên không đó, là nó đã bị anh em nào ăn rồi. Nặng một cái thôi, trời ơi rác rác ha, trời ơi rác ơi, nặng không, đây cũng nặng nặng cả nhà. Chà hổ hành, trời ơi nãy giờ nặng kịch, tưởng là hồi dạnh dính vô nữa chứ, tưởng vô khúc luôn rồi. Nè hổ hành cái này, trời ơi hai con nữa, trời ơi cả nhà xem nè, hai con nữa đó. Mà hai con này không con nào nhất á, con nhì con ba, mấy con này vô nhất được không nổi luôn nè. Rồi hai con nữa đã nha cả nhà, trời ơi cần dỡ dính cái cây chuối nặng mà cỡ tầm cỡ 2-3 kg ha, mình thấy ngon rồi, ai giờ dính cây chuối, ai giờ dỡ lên cặp hổ hành cả nhà, tưởng nó vô giờ anh khủng nữa rồi. Tại năm rồi cần xảy á nên cần nay cần neo xuống đây kệ có gì ăn lấy cả nhà, quá ngon rồi. Để cần thế cả lập vô ha, thì cần đây thăm cần đây bắt dòng cầm thăm cái bẫy cuối cùng về tổng kết số rắn luôn cả nhà. Hồi nay nói chung là tổ đãi rồi, cực kỳ ngon luôn, và ngon tuyệt vời rồi. Cần xử lý cái lập á, hiện tại cần nó về tới nhà nè, à, hai gái lớn nè, nhỏ này nhỏ lớn nè, nhìn đi con tên gì? Con tên Mai Ca cho heo Mai Ca, thôi cần kiểu nó thấy nó ú cả nhà, cái đặt nó heo Mai Ca nó giờ nó con có tên gì? Chu hả? Rồi là lấy rắn cho cô chú, cô chào cô chú rồi, hai chị em chào cô chú nha, chúc cô chú sao, chúc cô chú đơ 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 rồi bắt ra đi đã không đây nữa cả nhà, hai con rắn cần mới dính đó nè, còn mấy con chuột nè, để ra đây cho bắt ra quá đã. Chiều nay ông ngồi đâu chú? Chị nào mua ấy trong nội ha, một cốc con ăn gì? Con ăn rắn. Con rắn hả? Con rắn mới ối chuột luôn cả nhà. Bốn con rồi, để con gái cần quay cần bắt ha. Gì á bơ? Bơ sà rơ. Bơ sà rơ. Bơ buồn ngủ gì khóc đi. Xích ra con, xích ra, xích ra đây cho bác. Xích ra, xích ra. Lấy đâu bận người. Lê lê nó không sợ rắn. Xích ra. Để sát vô con, để sát vô. Không có sợ đâu. Đừng rút ra để cho bác. Con rút ra nó chạy sao? Ai một tùng luôn. Nó bận nó hết buồn người. Cô chú cho mọi người vậy? Bắt được. Bò ra bắt. Chạy ra. Con chú. Tư sợ. Con gì? Ê, con gì này con chú? Sao đó con? Đừng ngáy đó, ngứa đó. Nó cứ ra để cho bắt mà. Ra lần hai con rồi nè. Nó mở con nó đi. Ê! Đó, sợ mày em lại la. Trời ơi, có gì đâu sợ. Đó, con này hành ba cả nhà. Con rắn. Ê, rắn kia. Ừ, nãy cũng có cái kia vô hai con luôn nữa. Mà, mà nó hai con bự. Nó nhảy đi. La chi? Sợ mà la âm sùm mà. Nó bò kìa. Ra điếc trái quá xù rồi. Con ra điếc trái quá. Cô chú nghe điếc trái luôn. Rắn quá bự luôn. Rắn gì bự gì đâu. Con này rắn gì vậy? Cô chú ơi. Rồi rắn này quá. Ui nè. Ba lần mấy. Ngon quá cả nhà. Rồi cho bỏ vô đây. Cho cuộn lại ca xuống dưới lấy cái cân đi con. Dạ. Cho cân cho. Rồi lấy nha cha. Ngon quá. À, cho nó nghe nè, sao mà con không sợ rắn mà con cho bắt rắn con la? Tại nó bờ con sợ con mới la. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè, nhìn cô chú nè, con chào cô chú, nói chúc cô chú sao buổi chiều sao? Chúc cô chú buổi chiều vui vẻ. Rồi ba con chào cô chú cái coi. Chào cô chú. À, vô tay đâu, vô tay chào cô chú cái coi. Nè út coi nè. Giống con trai ghê không? Giống. Này cả nhà đây cần quay cho tạo độ sáng cho cả nhà xem nè. Hello, chào cô chú cái coi. Chào cô chú.
Ba đứa con gái. Cái này trời cho cái gì nuôi cái nấy nè. Nhưng mà thực tế thì đôi lúc cũng vui, con gì cũng vui lắm, vất vả cực mà vui lắm. Về thấy nó quấn quýt rồi đó. Nó bằng vui. Rồi cuối video ha, cần chúc cả nhà buổi tối xem video vui vẻ ha. Nếu cảm thấy cần săn bắt dân dã, cảm thấy thú vị, đem lại những giây phút thư giãn cho cả nhà ha, thì đừng quên cho cần xin một like, một lần đăng ký ha, và chia sẻ cả nhà cùng xem. Thì cần cảm ơn rất nhiều, mỗi lượt đăng ký của cả nhà là mỗi cục gạch để cần từ từ vững bước đi lên á. Rồi cần cảm ơn cả nhà nha. Con chào cô chú cái con. Chào cô chú. Chúc cô chú sao? Chúc cô chú buổi tối có xem cha con bắt rắn. nói cũng cà lông cà bắp. Rồi chào cả nhà nha, chào chào con. Chào cả nhà. Hai con chào cô chú. Chào cô chú. Rồi xin chào cả nhà nha, hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Chào cô chú. Hẹn tiếp theo.